Dạ, Thái Học Ô tô Sài Gòn xin kính chào toàn thể cô chú anh chị. Tiếp tục gửi đến cho anh chị những dòng xe đã qua sử dụng chất lượng cao tại Ô tô Sài Gòn về năm sản xuất này, 4 chỗ hay 7 chỗ để cho cô chú anh chị lựa chọn cho mình cái sản phẩm phù hợp nhất. Bán ra đều cấp giấy chứng nhận cho anh chị xe không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số còn nguyên bản. Anh chị có thể là nhờ bên thứ ba anh em đến giám định kiểm tra chấp test thoải mái. Bên Học đang có nhu cầu thu mua những dòng xe đã qua sử dụng toàn quốc, định giá miễn phí, xem xe tận nơi nè, mua cao hơn thị trường. Những chiếc xe không lỗi, không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số còn nguyên bản, xe không tua ô đô thì bên Học sẽ mua cao hơn thị trường. Học cũng có gửi quay hồng cho anh chị giới thiệu mua hoặc bán. Anh chị mà có người thân trong gia đình mình nè, muốn mua hoặc là muốn bán xe mà chưa biết cái giá cả nó bao nhiêu á, cứ gọi trực tiếp cho Học hoặc là gửi bên cái số bên trên góc phải màn hình. Học đang bị vướng ngân hàng nè, chưa có chi phí tất toán. Bên Học cũng đến ngân hàng nhận cặt vẹt ra trước rồi chúng ta sẽ làm thủ tục sau. Nhớ là mua xe cao nhất thị trường, nhanh gọn và tiền mặt trao tay trong vòng 30 phút. Sản phẩm đầu tiên cũng là một siêu phẩm Toyota Fortuner máy xăng 2.7 số tự động 2 cầu. Chiếc xe này một chủ mua mới từ đầu. Đây, anh chị nhìn cái đèn xe nè. Đèn này là đèn zin theo xe, chưa một bát bóng nào luôn nha anh chị. Anh chị nào mà thầy thợ làm nghề lâu năm đến đây kiểm tra giúp Học hoặc là mang đến đại lý chính hãng. Mặt ga lăng zin nè, nẹp capo zin, logo zin, zin theo xe từ xưa tới giờ. Ga lăng này là chưa sơn luôn nha anh chị. Ga lăng này chưa sơn nè. Đèn này là chưa bát luôn. 2011 rồi. Thêm nữa nè, ốp bạc mạ rơm này chưa thay thế bao giờ nha anh chị. Xe nào mà đi nhiều á là mấy cái này nè, cái này á là hai cái phản rộng chiều ngang dài nhất của xe là hai cái tai gương này. Cái này là zin theo xe luôn, chưa thay thế nè. Anh chị nhìn nó đẹp cỡ này nè. Anh chị nhìn kỹ vào chỗ này. Đồ zin mình mới soi vậy thôi nha anh chị, còn mà thay rồi thì không nói không bàn, cũng là zin theo xe. Cái vỏ nè. Anh chị nhìn cái vỏ nè, xuất vào tầng thứ 48 nè. 2010 nè. Thì cái vỏ này tới nay là nó đã là 14 năm rồi anh chị. Thì cái gai nữa nè, coi như là nó nứt hết rồi. Cái này á, thì Học để dày. Khi mà bán cho anh chị, Học khuyến khích anh chị là nên phải thay, buộc phải thay thôi. Tại vì cái vỏ xe mình đi 5 năm, cố lắm là mình đi 6 năm thôi anh chị. Nhưng mà đi qua 7 năm thì Học thấy nó không ổn tí nào. Cái này mà đi trên cao tốc thì nó nguy hiểm lắm anh chị. Nhưng mà do bán xe á, do cái ô đô nó ít, cái lúc mà chưa có giao cho khách hàng thì Học phải để nguyên cái vỏ. Rồi, anh chị nhìn cái lồng về nè. Cái clip này là cái clip đánh giá chi tiết, cái clip này là cái clip tổng hợp nhiều xe nhưng mà lỡ dừng ở đây. Cái mâm này là chưa sơn luôn nè anh chị, cái mâm này là từ xưa tới giờ, nước sơn zin luôn. Nước sơn zin mà anh chị nhìn nó còn đẹp cỡ này nè. Chưa sơn nha anh chị, mâm này là chưa sơn, nước sơn zin. Nước sơn này là 14 năm rồi nè. Đây, nó đẹp cỡ này. Đó, rồi, tay nắm cửa mạ rơm nè. Nội thất nè anh chị. Anh chị nhìn cái ghế da zin nè. Toyota 14 năm sử dụng. 14 năm sử dụng, Học sẽ đi thật chậm chiếc xe này. Anh chị nhìn này. Cái ghế da nó này. Nó đẹp cỡ này anh chị. Xe này Học là trực tiếp đi người đi mua luôn. Rồi được rồi. Đó rồi, đó lấy. À, giờ muốn đặt cái này đặt nè. Ừ. Chú cho con mượn chìa khóa đi. Rồi, lấy cái đặt cái đây. Anh Tiến, bật chìa khóa anh quay giùm em đồng hồ lên, đây. Giờ anh Tiến bật chìa khóa quay đồng hồ giùm em. Xe đậu lâu quá không đi anh chị. Chú mới đi đăng kiểm rồi. Ô tô Sài Gòn. Đậu con à, mới đã nói rồi. Cái này là gì? Tao rửa mới đi định vị ra đi đăng ký xong về rồi để cho bụi giờ đó. Không có đi. Bốn cái vỏ zin theo xe. Bốn cái vỏ là zin theo xe, hay lấy 10. Anh chị nhìn phột phiết nè. Vô lăng là zin, cần số zin, không thay thế, không sơn tỉa, không bùa biết gì hết nha anh chị. Zin là zin, còn thay thế là không nói. Vì đây là những chiếc xe cọp nên là cái kiểu tả nó phải khác nha anh chị. Đây, cái này là zin, cái này cũng là zin, cái này là zin, zin theo xe. Đó, không sơn si, nội thất không sơn si. Đó, siêu phẩm nha anh chị. Fortuner 2011. Ghế nè. Anh chị nhìn. Nó đẹp.
Toyota Fortuner. Cái nỉ nè anh chị, anh chị nhìn cái sàn nỉ nè, đẹp. Đây, học mở lên cho anh chị xem. Anh chị nhìn lò xo nè, ốc chân ghế nè, lò xo nè, tem mạc nè. Đúng là Toyota đúng không anh chị? Đồ đồng cối đá, đúng kiểu đồ đồng cối đá luôn. Rồi, thôi, bao nhiêu đây là đủ rồi. Rồi, học sinh nhắc lại, Toyota Fortuner, máy xăng số tự động 2 cầu, 2011, lăn bánh chỉ vọn vẹn 65.000 cây. Anh chị nhìn cái bọc đít nè, đó, cái quan bên bên nè anh chị. Cái đồ này thì biết khi nào nó mới hư anh chị, đó. Mười mấy năm mà nó còn như vậy. Toyota, xin lỗi anh chị, học đi chiếc xe này hơi chậm nha anh chị, đó. Cố gắng, sẵn tiện giới thiệu cho anh chị Toyota Fortuner 2011, 375 triệu. Đó. Máy xăng số tự động 2 cầu, vô lăng là zin, chưa thay thế, chưa một giọt sơn ngoài, zin hết nha anh chị. Đó. Cho anh chị coi odo. Đây cái đồng hồ này, 62.000 cây chứ không phải 65.000 cây nha anh chị. Còn bao nhầm 62.000 cây. Đây. Cái đồng hồ anh chị nhìn nó đẹp nè. Cái này là zin nha anh chị. Trong đây là zin 100%. Trong đây mà cái miếng da nào hoặc là cái này mà thay thì không cần phải bàn, không có nói nữa. Tại vì thay mới là nó mới rồi. Nó không còn là đồ cọp nữa anh chị. Nút công tắc cũng zin hết nha anh chị. Toyota Fortuner 2011, số tự động 2 cầu. Nova E 2022, số sàn 8 chỗ. Xe này lăn bánh 2022 mà lăn bánh 65.000 cây. Đó. Bên học đang chào bán là 660 triệu. Toyota Innova E. Chỉ mới có 2 năm lăn bánh bằng xe bên kia mười mấy năm. Đó. Vô lăng cần số cũng còn khá đẹp nha anh chị. Toyota Innova E 660 triệu 2022. Xe bên học bán ra đều cấp giấy chứng nhận cho anh chị, xe không đâm, không ngập, động cơ hộp số còn nguyên bản, xe màu bạc. Mâm phay vỏ mới, bốn cái vỏ mới anh chị. Bốn cái vỏ mới tinh nè. À, mua về là chỉ sử dụng thôi. Toyota Innova. Số sàn 8 chỗ rộng rãi 660 triệu. 65.000 cây. Mang biển kiểm soát là 51K26656. Innova E. Rất đẹp anh chị ạ. Máy móc xe này là mới tinh, bền bỉ. Xe này bảo hành cho anh chị tới 2025, xe này vẫn còn duy trì được bảo hành chính hãng nha anh chị. Rồi tiếp tục là Fortuner, máy xăng số tự động 2 cầu, cũng là phiên bản đại ca. Xe này học đang bán là 850 triệu, xe này lăn bánh được 53.000 cây. Xe này là bản V, bản cao cấp nhất, anh chị sẽ thấy được đèn bi pin. Đèn bi pin, cửa on auto, hai vùng lạnh, mâm nó to bản, bảy bước chân nó là màu bạc. Nên nhìn xe nó chiến lắm anh chị, nhìn xe nó lực hơn mấy xe bình thường. Nhìn xe này nó đẹp hơn. Form xe này anh chị nhìn nó cứng lắm. Nhìn nó đồ sộ hơn những cái xe bản G rồi bản máy dầu một cầu đó. Xe này hồi xưa mua mới là tỷ 7 100 triệu, xe này thành phố là 1 tỷ 7 10 triệu chứ. Hôm nay chỉ còn có 850 triệu thôi anh chị, xe rất đẹp nha. 57.000 cây. Nội thất nâu anh chị. À, Toyota Fortuner, máy xăng số tự động 2 cầu, bản cao cấp nhất, 850 triệu đồng, 4 cái vỏ là đã được thay mới rồi nè. Anh chị theo. Kia Sedona 2020. Xe này đi được 75.000 cây, học đang bán là 860 anh chị. Máy dầu bản full, máy dầu 2.2 bản full. Vô lăng
vô lăng ốp gỗ nè, cần số bọc da nè, ghế da thông, hai ghế điện, cảnh báo điểm mù 75.000. Rất đẹp. Rất đẹp nha anh chị. Xe Dona máy dầu bản full 860 học cổ. Chiếc này là 2018 nhưng mà đi chỉ có 43.000 cây thôi. Cũng là máy dầu bản full. Xe này học đang bán là 820. Mà đúng là cái form dáng của xe Dona anh chị, nó cũng rất là nhẹ nhàng. Nó không có quá nhiều chi tiết rườm rà. Cái này học nói suốt luôn, quay cứ quay tới xe Dona học thấy cái form nó rất là đẹp anh chị. Tới bây giờ mình nhìn nó vẫn còn đẹp. Đây nè. Đó, 820 triệu. Con này là 2018 mà lăn bánh chỉ mới có 43.000 cây à. Con kia là 2020. Đó, ra đời sau 2 năm nhưng mà phải bào tới 75.000 cây. Đó. Đây là km xe nó vô dần nha anh chị. Nó có nhiều anh chị nói sao mà xe này 2018 mà đi có 43.000 cây cái vỏ thai. Tại vì thực tế á, anh chị đi 2018 nha, mà cô chú anh chị vô hãng bảo dưỡng, đặc biệt là Kia, anh chị nào đã sử dụng Kia đi vô hãng bảo dưỡng, mà đặc biệt mấy xe bự này nè, hoặc là CX8 này nè, anh chị vô hãng 4 năm thôi mà cái vỏ anh chị nó còn gì cui, nhưng mà anh em không vẫn thai. Tại vì cái đát vỏ nhà sản xuất khuyến cáo anh 5 thôi, chứ còn không đi cũng phải là 5 năm thai, nó bị oxy hóa. Có nhiều Mazda CX8 bản Luxury 2022 đó, động cơ 2.5 7 chỗ gầm cao của Nhật, form dáng cực kỳ đẹp và chuẩn luôn. Hệ thống treo độc lập, mâm to. Xe có cam 360. Xe này lăn bánh chỉ mới có 18.000 cây, học bán là 835 triệu. Đó. Mazda CX8 bản Luxury nha anh chị. Cái xe này là làm cho khách hàng ngày xưa mua mới thất vọng nhất. Ông này ông làm chương trình giết, ông giảm giết khách hàng sợ luôn. Giống như học mua mà học còn gãy răng ngoài anh chị. Xe này nó giảm kinh khủng luôn. Xe này nè, CX8 anh chị nhìn xe Nhật Bản nha, form dáng đẹp nè. Mà cũng đầy ngũ công nghệ hên, hổm rày học bán cũng được mấy con rồi. Tháng rồi bán được 6 con. CX8 2022 lăn bánh mới 18.000 cây mà bây giờ học bán chỉ có 835 triệu anh chị. Đó. Tại vì thị trường bây giờ cạnh tranh, nói chung là rất là cạnh tranh khốc liệt anh chị. Xe ô tô nó cũng cạnh tranh ghê lắm. Những cái hãng xe, thậm chí là những cái xe Toyota bây giờ mà nó còn giảm giá nữa anh chị. Hồi xưa là cộng thôi, bây giờ còn giảm giá mà. Nên là Mazda này là chơi là giảm thốn nhất. Học mua mấy cái xe lướt này dễ lắm, dễ xa chân lắm anh chị. Luxury thì nó sẽ có cái ghế da nắp 3, phanh tay điện tử, nhưng mà nó chưa có cái iSensing, cái cảnh báo lệch á, cảnh báo lệch làn, cảnh báo tiền va chạm đâu thì chưa. Xe này được chủ trước lên cho mình cái cam 360 rồi anh chị, rất là rõ nét luôn. Đó. 835 triệu. Mazda CX8 vừa bền bỉ nè, mà form dáng thì lại đẹp nữa, chi phí bảo dưỡng cũng rất là hợp lý. Xe này đi bền lắm nha anh chị, máy móc chạy ngon. Đó. À, do là cạnh tranh giảm giá giết rồi cũng bị chủ cái người mà người ta mua đi á, mua mới 22 người ta bán lại, năm nay 24 người ta bán lại, người ta thấy cái giá nó lỗ quá, người ta hụt hẳn lỗ không khua gì những cái dòng xe Đức luôn. Đang bán là 530 triệu, 7 chỗ gầm cao, hộp số tự động, 7 túi khí, có cân bằng điện tử, đời xa top, hệ thống lạnh tự động, xe màu đen rất đẹp nha anh chị. Chỉ có 530 triệu thôi. Anh chị sở hữu được chiếc xe 7 chỗ, xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo luôn. Xuất xứ cùng một nơi với lại Fortuner xe nhập. Cái phần đầu xe nhìn rất là ngầu đúng không anh chị? Toyota Rush 2021. Còn ở đây là Toyota Corolla Cross 2022, đăng ký 2023, mẫu mới luôn 2023. Lăn bánh chỉ mới có 14.000 cây, xe này học đang bán là 690 triệu, xe màu đỏ. Bản giữa nha anh chị. 1.8G Corolla Cross. Xe rất đẹp. Mới tinh là nước sơn zin còn quanh xe luôn. Xe này mới có lăn bánh 14.000 thì như xe mới vậy đó anh chị. Đăng ký 2023 anh chị, bảo hành tới 2026. Con này là Innova G. Innova G 2021 đang bán là 725 triệu. Bản G 8 chỗ nè. Xe rất đẹp.
Mai Học sẽ đánh giá chi tiết xe này cho anh chị. Kia Carnival Signature, máy dầu bản full. 2022 chạy mới có 9.000 cây, Học đang bán là 1 tỷ 320 triệu. Báo sơ bộ rồi, Học cũng còn khá là nhiều xe về như Honda Odyssey nè, 2016. Giống như cái con màu trắng hôm bữa mà hôm nay về con màu bạc. Prado 2022, mẫu mới nha anh chị, mẫu có radar nè. Đây là Toyota Corolla Cross bản G 1.8, sản xuất 2022, form cũng như là đăng ký là 2023. Xe này cô chú anh chị sẽ bảo hành tới 2026 và 100.000 km. Chủ trước đã sử dụng được 14.000 cây, chưa hoàn tất gói rô đai luôn anh chị. Và hiện trạng xe thì bên Học cũng đã mua về làm đẹp theo gói 3M, diệt khuẩn nè, khử mùi, tách ẩm bên trong nội thất ha. Bề mặt sơn là bên Học đánh bóng xì ba lại, nước sơn còn quanh xe luôn anh chị. Nói chung là như là xe mới luôn. Đó, gầm bệ máy móc là bên Học không sử dụng chất tẩy rửa mạnh, làm bằng hơi nước 3M hết anh chị. Biển kiểm soát xe này là 51K62194. Đó, một con xe phải gọi là còn rất là mới luôn anh chị. Hôm nay chỉ còn có 690 triệu là anh chị đã sở hữu được chiếc xe 5 chỗ gầm cao Toyota Corolla Cross bản 1.8G. Siêu đẹp, siêu mới như thế này. Xe này thì anh chị có thể là mang đến đại lý chính hãng kiểm tra chất lượng, hoặc là nhờ anh em làm người bên thứ ba. Cô chú anh chị nào mà chuyên mua bán xe ô tô cũ, đến kiểm tra coi cái chất xe nó có đúng không nha chị. Đúng như những gì mà Học nói không? Tại sao mà Học nói xe lên clip cứ là khen xe đẹp hoài? Thật ra mấy con này á là Học đi mua, Học tiễn rất là kỹ nha anh chị. 2022 đăng ký 2023 thì chủ xe nói chung là khoảng thời gian sử dụng thì cũng loanh quanh có một năm thôi, mà đi chỉ mới có 14.000 cây thì mọi chi tiết trên xe nó không khác gì xe mới hết anh chị ạ. Đó, bên trong thì đã có lót sàn nè, rồi thảm lót chân loại xịn nè, thảm lót chân này đắt lắm nha anh chị, 2 triệu mấy nè. Rồi bệ chống giày xước nè. Bên trong xe thì bên Học đã diệt khuẩn khử mùi rồi, nên là anh chị nào mà có ông bà lớn tuổi hoặc là trẻ con đi những cái hành trình xa từ 2 đến 300 km vô tư thoải mái. Từ trong ra ngoài, từ tuppy tới nước sơn, nó còn quá mới anh chị, nó mới không thể nào mà tả được nữa. Đó, nó giống như là chiếc xe mới đập hộp vậy đó. Chiếc xe đi chỉ mới có mười mấy ngàn cây mà được cái là chủ giữ gìn kỹ. Đó, cộng thêm cái màu đỏ này nữa. Anh chị nhìn cái phần nước sơn nè. Cái phần nước sơn nó bóng nè. Nước sơn zin nha anh chị, cái chỗ này là nước sơn zin, thậm chí là những cái ron, những cái ron kính nè, anh chị nhìn thấy không? Cái ron kính này á là nó bằng cao su. Thường xuyên mà anh chị đậu xe ngoài nắng nha, thì cái này nó sẽ trở thành màu đen. Nó sẽ là ố trắng cái bề mặt bên ngoài, anh chị nhìn nè. Nó mới từ trong ra ngoài ha. 690 triệu Toyota Corolla Cross 1.8G. Đó, đăng ký là 2023, form mới 2023 luôn nha anh chị. Đây. Từ cái ghế trước, cái ghế sau là nó còn rất là mới. Đó, anh chị mua xe này á, về nói với hàng xóm là Học bán xe mới cũng được anh chị ạ. Đó, vì nó còn quá mới, đi chỉ mới có 14.000 cây thôi. Đây, anh chị nhìn cái đèn xe nè. Đó, 5 chỗ gầm cao. Và được cái nữa là xe này là mẫu 5 chỗ hàng ghế, tôi nói giống như là phân khúc C Antis vậy đó anh chị. Nó xài chung động cơ cũng như là hộp số. Thì cái hàng ghế thứ hai xe này khá là rộng. Anh chị nhìn cái ống xả nè, tấm chắn bùn ở dưới nè, mới tinh hết à. Đó, Toyota Corolla Cross 1.8 thì xe này có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình nó là 6 lít nha anh chị. 1.8, động cơ chạy rất là lanh. Đây. Mới tinh, mới nguyên. Anh chị nhìn thấy nước sơn nó bóng, nó đẹp. Màu sơn đỏ nó nhìn rất là tươi. Sơn đỏ của Toyota nhập Thái nè. Đó, mâm vỏ, thậm chí là bố thắng ở trong đây cũng chưa thay luôn, anh chị nhìn nè. Đó. Bốn cái vỏ, anh chị nhìn kỹ vào đây. Nó còn cái chỉ nè, cái cọng chỉ này nó chưa mắc nó nè anh chị. Đó, cái bắt đầu từ điểm này đi vào nó vẫn còn. Bốn cái vỏ là zin theo xe, vỏ dự phòng chưa chạm đất. Đó, 690 triệu. Anh chị về đóng khoảng 14 triệu phí trước bạ. Ra tên thêm một triệu nữa là 15 triệu. Đó, anh chị tự xử là 15 triệu nha. Đó. Quá mới anh chị. Mới tinh nè. Từ vô lăng, từ cần số nè. Anh chị nhìn cái ghế nè. Mới cứng luôn. Đẹp từ trong ra ngoài đúng không anh chị? Đó, ở đây thì anh chị sẽ có cái màn hình nè. Màn hình to, bản mẫu mới là màn hình to. Nó kết nối được Apple CarPlay, Android Auto,
Còn đây là khoang động cơ của xe nè anh chị. Khoang động cơ xe này thì không có chơi vào đâu được hết. Xe đi chỉ mới có 14.000 cây. Đây anh chị nhìn nó mới nè, mới tinh từng con ốc. Dynamo nè, cổ hút nè. Ống ga lạnh nè, ống này là ống cao áp nè, ống nóng này, ống lạnh. Đó, nước sơn carbo là nguyên bản. Phần đầu xe nè. Mới tinh hết nha anh chị. Toyota Corolla Cross 1.8G 2023. Đó, sản xuất 2022. 14.000 cây. Còn bảo hành, mấy xe này mà tour auto là mắc bảo hành ngay nha anh chị, tour 1 km thôi mắc bảo hành toàn phăng. Đó. Rất đẹp. Và học sinh nhắc lại, đây là Toyota Corolla Cross 2022. Form mới 2023 cũng như là đăng ký 2023. Xe này học đang chào là 690 triệu. Đó, chưa tới 700 nha anh chị. Là anh chị đã có Toyota Corolla Cross rồi. Xe rất đẹp. Đó, độ bền cao. Còn bảo hành. Đó. Xe màu đỏ, bên học hỗ trợ anh chị rút hồ sơ gốc. Học sinh kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn anh chị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Học sinh chào và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị ở clip mới nhất ạ.